Điểm thứ tư, họ tráo đổi khái niệm lấp liếm sự thật. Nhóm gây rối lấp liếm sự thật, tuyên truyền, rêu rao rằng sự kiện chúng tôi là sự kiện quần chúng, public event, để biện minh cho việc mình muốn làm gì thì làm, trái ngược với sự thật, rằng sự kiện chúng tôi là sự kiện riêng tư, private event. Nên người tham gia phải tuân thủ theo những quy định của sự kiện. Nếu không muốn tuân thủ thì có hai lựa chọn. Một là rời đi. Hai, đừng tham gia ngay từ đầu. Chúng con xin phép dùng một ví dụ dễ hiểu về private property. Là Chateau Lagardin ở thành phố Vaughan, là địa điểm venue cho tiệc tùng sang trọng nhiều người ở thành phố Toronto đều biết. Người chủ Chateau Lagardin cho quý vị thuê cái venue để tổ chức một cái sự kiện. Và quý vị bán vé cho public tham gia với những quy định đã đặt ra. Không phải vì quần chúng public được mua vé mà có nghĩa họ muốn làm cái gì thì làm. Sự kiện riêng tư luôn có những quy định riêng và người tham dự cần phải tôn trọng làm theo. Những ai hút thuốc trong một cái sự kiện bán vé mà quy định đã nói là không hút thuốc, no smoking, thì quý vị cũng sẽ bị mời ra ngoài dù rằng quý vị đã mua vé. Những ai tham gia một buổi tiệc sang trọng mà mặc trang phục quần đùi, áo thun ba lỗ, mà quy định của sự kiện là phải mặc đồ sang trọng, formal dress code, thì quý vị cũng sẽ bị mời ra ngoài mặc dù quý vị đang cầm trong tay vé. Khi mua vé vào một cái private event, tức là người mua vé đã đồng ý với những quy luật của sự kiện, như hội chợ Taste of Southeast Asia, những người trong nhóm gây rối mua vé tham dự sự kiện thì phải tôn trọng những quy định của sự kiện, chứ không phải họ muốn làm cái gì thì làm, như họ đã đưa tin sai sự thật. Quý vị đi tham dự những sự kiện khác nhau, như coi ca nhạc Paris by Night Thúy Nga, Trung tâm Asia, hoặc đi những gala fundraiser của làng dưỡng lão Tuổi Hạc hay chùa Linh Sơn, đều hiểu những nguyên tắc này. Ví dụ thứ hai là hội chợ Taste of Southeast Asia, cũng như là một căn nhà. Quý vị là chủ của một căn nhà và quý vị cho con thuê lại căn nhà đó. Và rồi con thuê lại một phòng cho cô Ánh Nguyễn. Và rồi cô Ánh Nguyễn mang theo cả đám người lạ vào căn phòng đó, rồi cố tình làm sai quy luật mà cô Ánh Nguyễn đã ký trong hợp đồng. Khi con mời cô Ánh Nguyễn và nhóm gây rối ra khỏi nhà thì họ không chịu đi mà còn la lối, gây mất trật tự, ăn vạ, mạ lị, livestream, vu khống. Thì quý vị sẽ nghĩ sao? Quý vị sẽ làm như thế nào? Thứ nhất, cô Ánh Nguyễn đã làm sai hợp đồng, breach contract, những gì cô đã cam kết. Thứ hai, là đem một đám người khác vào căn phòng đó mà không có consent của con hoặc quý vị. Rồi đám người gây rối đó lại ở trong nhà, la lối, gây mất trật tự, ăn vạ, làm ầm ĩ, kéo thêm bè phái, gây sự. Thì quý vị cũng phải mời họ ra. Mà nếu quý vị đã cảnh cáo 3-4 lần mà đám gây rối đó cũng không ra và vẫn tiếp tục không chịu đi, thì đến đường cùng quý vị cũng phải gọi security đến. Và khi security đến và mời họ vẫn không ra, thì bắt buộc security phải gọi cảnh sát đến để tống họ ra vì sự an toàn cho những người khác ở trong nhà. Nếu quý vị hiểu được ví dụ căn bản này, thì con xin hỏi quý vị, hai ví dụ này có khác gì với hội chợ Taste of Southeast Asia? Còn về public event là những nơi công cộng như Saigon Park ở Mississauga hay là Hyde Park ở thành phố Toronto, những công viên, là những nơi quần chúng, quý vị không cần phải mua vé phải đi vào. Quý vị có thể làm cái gì thì làm, miễn là không phạm pháp và quy luật của thành phố, tỉnh bang hoặc của Canada. Việc nhóm gây rối và cơ sở Việt Tân, Ontario cố tình lấy vé và gian dối để đăng ký gian hàng vào sự kiện Taste of Southeast Asia mà không tuân theo quy luật, thì xin hỏi quý vị họ đến để làm gì? Họ gây rối trật tự, sử dụng những ngôn từ khiêu khích và đưa tin phiến diện sai sự thật để góp phần vào đưa tin giật gân nhằm ăn vạ với ban tổ chức, đội bảo vệ, cảnh sát, và có ý làm rùm beng, tạo ra cớ sự, đưa tin kéo về chú ý cho mình,
lợi dụng lý do là vinh danh chiếc lá cờ vàng, hay là họ có mục đích riêng. Chúng tôi làm sự kiện bằng tiền minh bạch